Xin chào các bạn đang lắng nghe kênh Sóng Tình Yêu đang đăng tải những video hàng ngày trên kênh với nội dung liên quan đến lĩnh vực tình yêu hôn nhân gia đình và những vấn đề khó trong cách hành xử khi mà bạn gặp phải những tình huống cực kỳ là phức tạp. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến bạn một cái chủ đề rất là đáng quan tâm, đó chính là việc người thứ ba có nên gặp người đàn ông để nói lời chia tay hay không. Các bạn thân mến, rất là nhiều người thứ ba đã chọn cái cách là mình trực tiếp gặp người đàn ông đó để nói lời chia tay, để ba mặt một lời, để nói cho rõ ràng. Và bạn có biết rằng bạn thực sự thông minh hay là mình ngốc nghếch khi mà đến gặp người đàn ông để nói lời chia tay cuối cùng đó? Rất là nhiều vụ án đã mang tính chất hình sự đoạt mạng của người phụ nữ khi mà người phụ nữ đó nói lời chia tay với đối tượng người bạn tình không muốn ngừng lại cuộc tình đó. Vậy tại sao bạn phải chọn cái việc là mặt đối mặt để nói một lời chia tay thay vì bạn im lặng? Bạn càng nói nhiều, bạn càng dính mắc. Bạn càng nói, bạn càng không chia tay được. Và bạn đã nói bao nhiêu lần rồi mà bạn vẫn không chia tay được. Vậy thì cái việc nói, gặp hoặc là trực tiếp để mà nói lời cuối cùng có nên làm hay là không? Theo tôi nhìn nhận và những cái việc mà đã trải qua cùng với trong quá trình tôi tư vấn, thì tôi có một lời khuyên dành cho người thứ ba, đó chính là bạn không nên gặp trực tiếp để nói lời chia tay. Vì bạn chưa nghĩ đến cái rủi ro khi bạn nói những lời chia tay. Khoảnh khắc chia tay nó luôn là một cái nỗi ám ảnh, là một cái nỗi sợ hãi, là một ngày buồn, là một cái phút mà người ta cảm thấy cảm xúc người ta yếu đuối. Và có thể cái việc mà bạn chia tay sẽ làm tổn hại đến một người đàn ông, hoặc là chính cái cách của bạn nói, truyền đạt, nó mang cái tính xúc phạm, hoặc là bạn đang tự đưa bạn vào một cái thế khó trong tình huống là không biết nói gì. Khi mà người đối diện, bạn tình, nhân tình của bạn có những phản ứng thái quá và họ xúc động, họ nóng giận, họ không kiểm soát và cũng như là không thể kiểm định chính bản thân họ đang nói gì. Trong cái sự tức giận đó, bạn đưa người ta vào cái thế người ta đang nóng, đang tức và không muốn chia tay với bạn. Mà bạn càng dồn đẩy, bạn càng ép. Vậy bạn có bao giờ nghĩ bạn sẽ gặp nguy hiểm khi nói những lời chia tay tàn nhẫn đó hay là chưa? Việc mà bạn chia tay chưa chắc gì bạn đã muốn. Và chính bản thân người ngồi nghe, lắng nghe cũng đang khóc khi nghe bạn nói. Vậy bạn nghĩ rằng cái việc mà bạn muốn chia tay với họ trong cái tình trạng như vậy nó đẹp và nó sẽ có kết quả hay là hiệu lực hay sao? Những điều này bạn cần phải cân nhắc trước khi bạn nghĩ đến cái chuyện chia tay bạn nhé. Có rất là nhiều những vấn đề khi mà bạn không suy nghĩ một cách thấu đáo, chọn cái việc mình gặp người đàn ông đó bên bờ sông, bên cây cầu mà nói cái lời chia tay rất là nguy hiểm. Bởi vì trong lúc tức giận, bạn không thể hình dung người ta có thể làm gì bạn trong những trường hợp vắng vẻ, đêm khuya hoặc là trong cái khả năng mà bạn không thể tự vệ được. Đây là những cái lời khuyên rất là chín chắn, rất là đúng đắn. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu mà phải gặp mặt để mà chia tay thì nên có một ai đó đi cùng với bạn. Nên gặp gỡ ở nơi đông người. Nên gặp gỡ trong một cái tình trạng là hợp tác. Nên nói lời hòa nhã và nên đề cập đến cái việc chia tay là điều tốt đẹp cho cả hai. Chứ không phải vì tức giận mà rũ bỏ người khác, tức giận mà chia tay, hoặc là xem thường người khác mà chia tay. Cái cách nói lời chia tay cũng phải thật là hòa nhã, mang cái tính thông cảm. Và chính bản thân bạn cũng là cái người đang rất đau khổ khi phải chọn cái cách xử lý như thế này. Nhưng mà sau khi các bạn chia tay thì bạn hy vọng rằng cả hai người đều có thể làm bạn, cả hai người đều có những nhân duyên tốt hơn chẳng hạn, hoặc là cả hai người đều khỏe mạnh, cả hai người đều bình an và cả hai người đều tìm được cái lối đi riêng tốt đẹp cho
cho mình trong những ngày không còn nhau sau đó. Khi mà bạn muốn chia tay một ai đó, bạn phải nghiên cứu kỹ về tâm lý của họ và cách mà bạn nói chuyện để cho người đó đón nhận cái lời chia tay của bạn ra sao. Bạn không thể nói lời chia tay một cách đoạn tuyệt, hoặc là một số các tình huống nếu bạn đã vô tình làm cho họ ảo tưởng, làm cho họ yêu đơn phương, hoặc làm cho họ hy vọng rằng bạn có tình cảm với họ, thì cái việc mà bạn nói lời chia tay với họ phải thật sự là mềm mỏng, khéo léo và đầy bản lĩnh. Không phải bạn muốn bỏ ai là bạn nói cái lời ngang trái với họ, hoặc là bạn kích vào cái sự nóng giận của họ, bạn làm cho họ nổi giận, bạn làm cho họ mất mặt, bạn làm quê họ, bạn làm cho họ tủi nhục, thì điều đó hoàn toàn bất lợi trong cách chia tay hoặc là nói lời từ chối với một ai đó yêu bạn hoặc là yêu đơn phương bạn. Những vấn đề rủi ro chúng ta cũng cần phải kiểm soát được rất là kỹ lưỡng để tránh những cái hậu quả về sau. Có những việc mà bạn không thể lường hết được, những rủi ro, những tai nạn bất ngờ xảy ra có cái sự chủ định của cái người ác ý, thì bạn cần phải học và chọn cái cách nói thật là hòa nhã, mang cái tính là thấu hiểu, chia sẻ để mà đi đến cái điểm chung là hai người chia tay, đó chính là điều tốt đẹp dành cho cả hai người. Đây là những vấn đề tôi chia sẻ cùng với bạn. Hy vọng rằng bạn không lỡ lời, bạn không chọn những nơi không tốt, không lành mạnh để nói lời chia tay bạn nha. Rất cảm ơn bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay.